Lễ phía ông tức lễ dỗ ông Trần, người có công khai khẩn lập làng ở đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Ngày dỗ ông trở thành lễ hội quan trọng của cộng đồng theo đạo ông Trần, cũng là lễ hội tưởng nhớ công lao những bậc tiền nhân đã tạo dựng cuộc sống khu vực núi Nứa, Bà Trao, Vũng Tàu. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 2 âm lịch hàng năm, với các nghi thức như lễ tiên thường kính mặn và chính dỗ kính chay. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, nhà lớn Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã đón gần 7.000 lượt khách đến dự và cúng viếng. Dù lượng khách đông, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ban điều hành nhà lớn và các cấp chính quyền địa phương, nên lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, chu đáo, ấn tượng đẹp với du khách.